Sao chú gọi là ông heo chú? Sao không gọi con heo hay chú heo? Mà bây giờ ông rồi, chứ bây giờ hết con biết sao? Tại dạ, thấy ông có chân mày, có này kia thì cũng như loài người mình đó. Dạ. Có chân mày đàng hoàng chứ dạ, mấy chân mày tự ấy đâu. Vậy ha. Mà lúc trước nó trắng, bây dạ, giờ nó đen hơn nữa mình rồi kìa. Lúc trước là cái mình này trắng, chỉ có con đốm nè. Ờ, con đốm một mà bây giờ nó đen lên. À dạ. Kính thưa quý cô chú anh chị. Nghe. Nghe ha. Hiền cô à, trời ơi, nó chung chống nó trà đó. Cho châu Phú vô ừ, cá cái nha. Vô cho em này đăng quang nè. Dạ. Ừ. Dạ, nó, để cho ông, để, ê, coi chừng cái mấy cây đinh này nghe con. Dạ. Dạ, kính thưa quý cô chú anh chị, thì đây là pha mạo hiểm mà châu Phú đang leo vào trong chú heo mà gia đình được gọi là ông heo năm móng quý vị. Thì cái chuyện mà về chú heo năm móng thì quý vị cũng đã nghe kể nhiều trên trang mạng rồi. Thì được biết ai nuôi cái chú heo thì cũng nói là rất là xui. Nhưng mà đặc biệt chú heo này biết nghe lời và gia đình hiện giờ mua được 6 miếng đất quý vị, do nuôi được cái chú heo này. Và gia đình được truyền rằng năm đời là 3 năm quý vị, là sẽ làm một con heo để cúng mà cúng sống quý vị. Cúng sống thì cúng đứng vậy đó. Thì sau khi mà chú này gặp được con heo ở tại tỉnh An Giang thì chú mới nói nếu mà ông đi theo tôi thì về để tôi bảo vệ và tôi nuôi ông quý vị. Thì sau khi mà nghe lời xong thì cái chú heo đi thẳng đi theo đi về tới nhà luôn. Và đặc biệt là năm móng nữa quý vị. Thì khi đến nhà thì lại ở trong gia chỗ mà thờ gia đình đó quý vị, họ tộc đó, năm đời đó, thì lại bốn lại quý vị. Câu chuyện rất là lạ. Mời quý vị và các bạn sẽ vào video này và Nam Mô A Di Đà Phật. Cho heo nếu như có duyên mình thì mình nuôi. Dạ. Cái cô mới nói bây giờ ông nghe con niệm Phật nha. Ông nghe con niệm Phật. Đen hơn nữa mình. Khi mà ông bước vô, ông chùi hai cái giò trước, hai giò sau bẹt ra thì nè. Thì ông mới cô mới đọc ba bài tại phun tiếp dẫn cho ông. Thì bắt đầu nếu như đọc mà ông nghe được thì ông làm biểu hiện đi cho con biết cái đích ông mất 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 gì nè. Được tệ mất mất bốn cái luôn. Dạ. Rồi cái là đó. Rồi chú không nuôi tới giờ luôn. Dạ, thấy cũng lạ ha. Cô cũng vừa, thường hay đem đồ ăn cho chú heo này không? Thì không phải, câu cái mí đó lại. Cho cái cô gom lại cô để vô trong hầu nè. Nè. Dạ. Vậy đó ha. Đây nè, cái nanh nè quý vị. Nanh dài lắm. Thầy Lý ơi, quay lại đây dạch cái nanh đây nè thầy Lý. Nè thầy Lý. Nè thầy Lý, chỗ cái miệng này nè, dạch cái nanh ra được nè thầy Lý. Kìa. Nanh kìa, nanh kìa quý vị. Đặt tên Năm Hợi rồi cho coi nanh được ta. Nè trời ơi, đơn quá chàng. Kính thưa vị, heo một nanh nha, vị heo năm móng nha, cỡ khoảng trên 300 kg, ngoan ha. Đặc biệt anh Lý, mình đặt tên Năm Hợi rồi đó, và pháp danh đó là Giác Ngộ. Thì bây giờ cho coi nanh, thấy anh thấy đặc biệt không ha? Nãy đâu cho coi đâu. Nãy không cho coi. Rõ ràng luôn nãy không. Nè đặc biệt ha. Nè cho tôi con cái coi nè. Cái nanh vàng chàng, dễ thương ha. Okay. Dạ thon luôn chàng. Dễ thương nha. Dễ thương nha, lạ này lấy. Đặc biệt ha. Và vâng, kính thưa quý vị, tại vì lúc nãy đi vô á coi nanh mà không được nghe quý vị, không cho, và khi mà quy y rồi thì cho thầy Lý. Lạ ha. Là đặc biệt ha. Đặt cho tên rồi mới cho coi nanh chàng. Đặt tên ngụ y luôn. Đặc biệt ta quy y luôn. Dạ. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật rồi. Đó, dạ. Mở cửa ra bắt đầu vô nằm bẹt ra. Dạ. Vô chùm lên lũ tay nó quách quách ba bốn cái bắt đầu nó vô. Dạ, dạ. Nhà ngoài cái nhà cái phủ thờ đó. Giống như cúng vậy đó hả? Giống như cái phủ thờ đó cũng mới chuột lên luôn, ngày mốt nó bán. Dạ. Bảy đời người. Dạ. Thì chúng nó chuột lại đem có cái chỗ trống bên hông đó. Có cửa vô gạo cũng lại rồi bắt đầu quay ngang mua dừa mua mưa được miếng đất thì anh em ta hỗ trợ tiếp đem vô đây luôn đó. Vì là mua chú heo này rồi mới mua được miếng đất này. Miếng đất 6 thước rồi. Dạ. Khi mình bắt ông Việt thì chuyện cổ của bệnh bán cho 5 thước. Dạ. Là 11 thước. Cười hôm 2019 corona đó mình bán thêm 8 thước nữa.
là mình được 19 mét. Dạ. 9 mét là mới mua thêm 6 mét nữa đó. Nhưng mà là chú chưa, lúc mà chưa có chú heo là chưa mua đất. Ừ. Xong có heo mới mua đất. Đâu, mình mua trước ở đây khoảng nửa tháng mới có chỗ mình mới nuôi được. À, là chú biết mua lúc đó là biết có đất. Chú heo chưa? À, có. Biết đó là chú đã nhận được chú heo rồi. Chú mới mua cái miếng đất nhỏ. Đâu có miếng đất, mình đã mua trước có khoảng nửa tháng. Rồi. Thì quay ngang tình cờ có duyên gặp ông này. Gặp ông heo. Ừ, mới đem về. À? Tại vì mình có chỗ trống chứ ngoài. Dạ. Sao nuôi ông được. Dạ, dạ vậy đó ha. Rồi vô đây cái ông Út này bán thì 5 thước. Dạ. Lúc đó ông vô rồi đó nghe. Dạ. Rồi bên này nó bán 8 thước, bên kia bán hết khổ luôn. Vậy là bây giờ mua khu đất này hết giờ luôn. Lời biết nhiều nói tàn. Khu đất này, lúc đó mua là chưa mở lộ này luôn. Đầu mua lúc đó có 38 triệu rồi. Mình đi đâu thiếm năm? Quay làm kỷ niệm con cái thiếm năm. Nè, bây giờ chào con cái rồi thiếm năm đi gì á. Lót cái đó. À, nói đầu tiên Châu Phú thân ái mến chào quý cô chú anh chị và các bạn, thì kính thưa vị, đây là một cái video đặc biệt nhất tại đất nước Việt Nam mình quý vị. Thì kính thưa quý vị, tại sao mà đặc biệt? Vì tại vì trước giờ Châu Phú là chưa từng thấy cái chú heo nào mà cỡ trên 300 kg vậy. Và hôm nay Châu Phú mời quý vị và các bạn đến với gia đình của chú Năm. Có một cái chú heo mà 5 móng, thì kính thưa quý vị, nghe kể ra cũng rất là ly kỳ. Và từ khi đó mà chú heo này đi về nhà của chú Thiếm đó, thì bây giờ mua được 6 miếng đất quý vị. Và trước giờ thì Châu Phú nghe nói là heo 5 móng đi đến nhà là xui quý vị. Và cũng có những cái mẫu chuyện đó là heo 5 móng ở chùa Dơi Sóc Trăng. Đó là có một cái cô thiếu nữ đi đến là gõ cửa chùa và báo mộng rằng là muốn quy y tại đó, nhưng mà sáng ông sư sãi mở cửa ra thì gặp chú heo 5 móng quý vị và đuổi hoài không đi, thì chú heo đó mới được ông sư nhận nuôi tại đó. Và một thời gian sau heo mất quý vị, và heo đi về báo mộng với con của mình là đã đầu thai lộn kiếp làm heo 5 móng và đang ở chùa Dơi Sóc Trăng. Và chùa Dơi đó còn có cái tên gọi ngày xưa là chùa Mã Tộc. Và sau khi con của cô này đi đến và kể ra như vậy đó, thì sư mới nói rồi, vậy là chú heo này là con người đầu thai lại. Cho nên từ đó về sau quý vị ơi, là không ai dám ăn thịt heo 5 móng ở dưới chùa Dơi Sóc Trăng hết trơn. Và người nào mà ăn đó, không biết đó, ở dưới người ta đem xuống dưới thả đó quý vị, mà không biết ăn là bệnh khùng. Đó cũng lạ ha, nghe chú Năm kể lại là Châu Phú cũng giận ốc. Cho nên Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành nha. Dạ, Nam Mô với Đạo Phật, con chào chú Năm Thiếm Năm. Chào cô ha, cô thứ mấy cô? Cô thứ 10. Chú Năm Thiếm Năm, cô 10 thầy Lý. Dạ thì thưa chú Năm, hôm nay con trở về đây đó là trong những ngày qua con thấy là có những cái chú heo người ta cũng sợ cái lời đồn xui đó chú Năm. Cho nên là người ta bỏ ngoài đường, thấy đói, thấy tội nghiệp lắm. Cho nên là con trở về đây cũng nhờ chú Thiếm có thể chia sẻ cái hữu duyên như thế nào mà chú gặp cái chú heo này. Chào. Dạ. Chú Năm Thiếm Năm, thì thưa chú Năm, cái nhân duyên như thế nào mà chú gặp cái chú heo này, chú có thể chia sẻ không chú Năm? Thì chú cũng tình cờ đi nhậu thôi, rồi gì gặp thêm mấy cái quán của ủy ban công an mình ở phường Mỹ Thới này nè. Dạ. Nó chạy vòng vòng mà cũng 5-7 ngày, mà bữa đó tình cờ đi chú nhậu về, chú nói nếu ông muốn tôi cứu ông thì ông đi theo tôi. Từ đó chú heo đi theo mình về tới nhà luôn đó. Là chú thấy là chú heo người ta bỏ ngoài đường ha. Ừ, bỏ ngoài đường. Ở gần dưới phường Mỹ Thế. Là cái đường đi vô trong chỗ chợ mới đó phải không chú? Cái đường Trần Quang Khải mình đó, ủy ban. Bỏ đại vậy đó hả? Đi lòng vòng nữa, lại mấy cái quán nhậu nên người ta cho ăn không à. Vậy hả? À? Cũng lạ nha. Ừ, cũng ngộ lắm. Dạ. Thì lúc đó cũng tình cờ khiến đi, nó chơi gì đó mà chú heo không biết theo gì tới nhà luôn đó. Lạ gì heo lúc đó bự chưa chú? Nó khoảng cỡ 90 kg. Trời ơi. Là 2015, hiện bây giờ là tháng 6 2015 tới hiện bây giờ là tháng 3 2024 đó. Dạ. Là nó được khoảng 8 năm mấy rồi đó. Dạ. Thì thưa chú, cái lúc đó đó bộ bà con nó không ai bắt sao chú? Trời ơi, nhiều người bắt chối rồi nó ruột ra nó thoát chết đó, cuộc bằng dây chì không đó. Khi mà nó ruột ra được đó, thì giò cắn nó sưng hết rồi. Thì chú mới về, chú gọng nó 2-3 bự mạnh mới đem vô miếng đất này. Dạ. Mua được 6 mét thôi, rồi từ từ vô đây mua 5 mét, rồi 8 mét, rồi mua lần hết trơn cái miếng đất. Là chú mua nguyên cái khu này rồi, luôn rồi ha. Rồi bây giờ bà, lúc đó bà bệnh dữ lắm, đi thành phố mua lần đi khám về là 5 triệu, 6 triệu. Từ dạ. Ngày gặp ổng giờ bà không có đi nữa. Gặp chú heo tới nhà tới giờ là không có đi nữa. Ừ. Người ta nói là nuôi nó không không hên này kia. Thật sự đó là chú tới chùa Sóc Trăng gặp ông sư ở chùa Sóc Trăng luôn. Dạ. Ông là có duyên con cái nuôi, không có cái gì điều gì xảy ra đâu. Cái này là điều có duyên với con.
cái lúc đó là chú sợ hay gì chú tìm tới chùa Sóc Trăng vậy chú? À tại vì lúc đó mình đã giữ ổng rồi bắt đầu quay ngang mướn chiếc xe chở xuống là 3 triệu. Mà chú đi dò trước nha, chứ nhiều người xuống đó người ta bỏ, không biết năm người dân ở đó nó tan thịt luôn. Dạ. Yeah. Mình kể lại trời ông đó bị còn ở nhà thương bệnh viện đó. Rồi mần thịt mấy ông đi bán. Dạ. Yeah. Nó ghê lắm. Ăn thịt là người ta nhập viện hả? Ờ. Bị bệnh ha. Ăn rồi nó hành rồi nhập viện. Học máu luôn tại chỗ đó, chùa ở Sóc Trăng, dơi Sóc Trăng á. Ghê vậy đó. Có dịp nào bà con không tin mình đã tới chùa Sóc Trăng dọ. Yeah. Được thì mình đem xuống, không được thì thôi gặp ông sư ông có duyên, con gì con nuôi đây điềm tốt chứ không có gì đâu, thì nuôi tới giờ đó. Dạ, yeah, cảm ơn chú. Thì thưa chú, cái lúc đó là tại sao mà chú nhận cái chú heo này đi về rồi, nhưng mà là chú đi tìm cái, chú có nghe sợ xui hay sao mà chú tìm tới dưới rồi chú hứa cho ông sư 10 triệu rồi chú? Không phải, tại vì á khi mà một cái gánh họ mình ngày xưa mỗi một năm vậy là cúng con heo đứng, thấy tội. Yeah. Quá thôi. Muốn biết cái duyên nào đưa tới mình, tự nhiên mình nói một cái câu nói là ông đi theo mình về tới nhà ở tới giờ đó. Là chú gặp chú nói sao chú? Nếu mà ông muốn tôi nuôi ông á thì ông đi theo tôi về tới gia luôn đó. Từ Quý Ban, phường Mỹ Thới mà lội lên chợ Gạch đường Ba Miễu. Dạ. Về tới nhà luôn đó. Ghê ta. À, rồi anh em ta vận động vô cũng tiếp. Đem vô chỗ ông nghỉ ở đây tới giờ đó. Dạ, lúc đó vậy là lúc đó là chú đi, chú chạy xe hay gì rồi chú heo lội theo hay chú đi bộ luôn? Đi nhậu chạy xe rồi về bỏ xe lại lội xuống nữa, rồi nói chơi ông tiếng rồi đó. Bắt đầu ông đi theo mình đi lại về luôn đó. Là cái lúc đó là chú bỏ xe lại chú đi bộ phải không? Ừ, anh em 3-4 người đi tiếp về. Nhậu đâu dám chạy xe. Ừ. Đi bộ về chú heo đi theo luôn. Đi theo về nhà luôn. Thầy thưa. Em đi rồi anh ơi. À vậy con chào thím Năm ha, thím Năm đi về ha. Rồi chào thím Mười nha. Dạ. Thì thưa chú Năm, chú con được biết đó là chú Năm khi mà cái chú heo mà chú Năm chở về rồi đó thì đầu tiên là chú Năm cho ghé ở đâu trước chú Năm? Cái chỗ mà nó lộ gì cái phủ thờ mình hiện giờ chú ở ngoài đó. Là ở ngoài là phủ thờ ha. Ờ, cái phủ thờ rồi. Cái chỗ đó là mình thờ cúng gia tộc năm sáu đời người đó, nó là một cái phủ thờ của gánh Hậu Quỳnh mình đó. Dạ. Ngày xưa ông bà một năm như là cúng con heo đứng, 3 năm cúng con heo đứng. Dạ. Thấy sát phạt hoài quá đi rồi mới có ông này mới xin lời, bây giờ không có sát phạt nữa. Dạ. Rồi chú khi mà chú kêu rồi chú heo đi về chung với chú đó. À. Thì tới cái ngôi phủ thờ của mình đó có cái điều gì lạ không chú? Không, cũng bình thường. Vậy ha? Cũng bình thường. Dạ. Có nằm trên bao đêm nào lạ không chú? Không. Không ha? Ít lắm. Nhưng mà cái con heo đó nó về tới phủ thờ mình, cái cử động, hành động của nó như thế nào chú? Không thì nói gì nó nghe đấy vậy đó. Ông quậy quá thì tôi xử ông nó nghe. Dạ. Là từ đó giờ đem vô tới này là rồi đó. Dạ. Vậy ha. Ừ. Rồi mà nó có bộ chân mày thì có chân mày luôn hả? Chân mày dữ tợn lắm. Heo mà có chân mày luôn. Chân mày nó đẹp lắm. Dạ. Rồi thưa chú, con nghe bà con đồn rằng á là khi mà chú heo đi tới cái phủ thờ của chú đó, tại vì con nghe chỉ nghe kể thôi, thì làm như là nó quỳ hay nó làm sao đó. À nó quỳ nó lại chứ. Nó lại là nó dạng lên, nó xếp hai giò trước, hai giò sau nó bạch ra lỗ tai, nó quách 3-4 cái bắt đầu nó mới vô. Đó. Thì con nghe kể gì đó mà không biết có không? Đúng là nói vậy đó. À trời ơi. Nó. Vậy là cái chỗ đó là thờ chú thờ là cỡ năm đời hả chú? Năm sáu đời người đều ông cố, ông sơ, ông sở rồi tới ông nội rồi ông già mình, tới đời mình nữa đó. Rồi ở đó gì có giống như có chôn các cụ ở đó luôn không? Hay không, là chỉ không, thờ không chôn là phần trần mã riêng. Dạ. Ừ. Thờ ở trong giống như cái gia phả trong nhà đó ha. Ừ, thờ ông bà đó. Cái dạ. Gia... Và chú làm ơn chia sẻ tại sao mà năm nào mình cũng cúng heo đứng là sao chú? Là làm một con heo hay sao? Vì cái này mình hồi đó mình cũng không biết làm sao, cái đời của ông cố ông sơ mình á. Cách 3 năm là cúng con heo đứng, cúng sống thì không có luộc gì chứ. Rồi làm thịt hay sao? Mần thịt rồi ra rồi mổ cũng như làm cúng sống để nguyên vậy đó. Để nguyên con vậy đó ha. Ừ. Rồi á là từ khi mà ủa ta để nguyên con vậy là mình làm cho nó chết thì mình mới cúng mổ là... ra cạo mổ bụng ra banh ra gì đó để nguyên con trên cái bàn dài vậy đó. Là chú cúng bao nhiêu năm rồi chú? Theo mà chú biết năm nay chú năm nay cũng 67 tuổi rồi. Thì chú mới thôi bây giờ nếu bị sát phạt hoài thấy tội lỗi quá. Ba năm một con hay là một năm con? Ba năm một con, ba năm cuốn con vậy đó. Dạ. Năm sáu đời người, năm sáu
không biết mấy trăm năm. Dạ, vậy là cái đời của chú là từ thỏ nhỏ là chú đã gặp là thường hay cúng heo vậy rồi. À. Nhưng mà là cái nhân duyên mà chú đi nhậu về chú gặp một cái con heo. Rồi xong rồi sau khi á mà con heo này á là chú kêu đi về với tao rồi tao nuôi. Đó rồi đi cứu. À cứu ha. À, thì đi về tới Gia Phả thì dường như là chú thấy giống như cái hình tướng giống như lại vậy ha. Ờ à, nó lại nó đâu cũng tôn thờ lắm ạ. Ồ cũng đã lạ ha thầy Lý. Nhưng mình vô nhà đó ở mình phải xin phép cung quyền các tổ. Nó cũng có cái điều mình thấy cực kỳ đó trong phải. Dạ. Rồi từ khi mà chú đi về đó nó thấy cái cử chỉ lại gì đó. Ừ. Rồi cái chú heo đó ngủ ở đâu chú? Thì mình phía bên hông trước mắt là bị cái ngày đi theo mình về đó. Dạ. Dạ. Theo dạ. Theo dạ. Mình về đó thì dạ. Cái bên hông nhờ khoảng trống gào kéo ông lợi rồi xong chú cho khỏe dò cẳng lúc đó nó sưng hết rồi. Dạ. Rồi mình, anh em người ta mới tiếp dạ. Cho mượn vỏ chẹt đem dạ. Chuyển ông vô này đó. À giờ đó. Vậy ha. Rồi. Mà lúc đó đó chú là khi mà ổng về ổng quậy dữ không? Trời quậy dữ lắm, mai bọng gì banh hết trơn, nó ủi banh hết trơn. Ủi banh chành đó hả? Rồi chú hâm hay sao? Ừ. Ông mà vừa ông quậy quá mà tôi mới xử ông à. Từ ngày đó giờ đó là ông vô đem gu luôn đó. Hâm cái sợ luôn hả? Dạ. Nói nghe lời lớp nghe thấy gì đó. Dạ. Thấy gì mà vô tôi à cho coi cái răng là dỡ lên coi đàng hoàng. Thì ghê vậy. Ừ. Bốn cái nanh luôn hả chú? Bốn cái luôn. Có nanh luôn hả? Con biết nanh luôn. Thì cái nanh hiện bây giờ nó khoảng cỡ nếu mà tính từ chân lên khoảng tắt mấy cái. Mà bốn dạ. Cái. Vô hả? Vậy đó hả? Trời ơi. Ủa vậy thì bây giờ là con nghe ủa heo mà một nanh sao? Ờ bốn cái ớn ăn gì? Ừ. Bốn cái mà hai cái trên nó khoảng một tấc mấy hết á. Anh thấy luôn hả? Mới dạch cho chú coi đó. Ớn ăn nha chàng. Và vâng thì kính thưa quý cô chú anh chị, không để quý vị chờ lâu nữa. Giờ Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ vào bên trong chú heo mà một nanh. Trời mà có chân mày nữa chứ bộ. Có chân mày luôn á. Ờ chân mày luôn. Ớn ăn nha chàng. Cái này độc lắm nha. À, và vâng thì kính thưa quý vị, sau khi mà chú heo nuôi rồi đó mà bây giờ heo mà một nanh Châu Phú cũng ớn nữa nha. Chân mày đồ đang quan à. Chứ không phải chân mày mình vẽ nha. Đây thì bây giờ gia đình phát triển mua được 6 miếng đất quý vị. Đây, ghe kè nằm kìa ha. À, thì thưa chú, cái lúc mà chú kêu heo về là chú biết năm móng chưa chú? Biết chứ. Biết hả? Nó đó khi mà chỉ lò mổ người ta đóng dấu ra thịt ra luôn rồi đó. Dạ. Cái dấu đóng trên lưng nó còn á. Mà dạ. Ngày xưa nó có một cái bớt đen thôi. Mà bây giờ nó, dạ. Bây giờ nó đen lại làm như là gần giáp dạ, hơn dạ, nửa dạ. Mình rồi đó. Dạ. Nó thay đổi lên màu đen á. Dạ. Yeah. Chứ nó có cái bớt không à. Nó trắng mà nó có cái bớt. Bây giờ nó lên nửa gần nửa phần đen rồi đó. Dạ dạ nửa dạ. Đen nửa trắng đó. Lạ ha. Ừ. Thì vâng thì kính thưa quý vị, bây giờ Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ đến với chú heo năm móng. À, cũng lạ ha. U tám. Quay cặp chân mày nữa kìa, nó thấy không? Cặp chân mày ra. Nó là chân mày đồng hoàng phải chân mày giả. Chú heo ơi. 2015. Tháng 6 2015. Chú heo ơi, chú heo. Nè, đứng gì nè. Chú kêu bằng gì chú? Nè, kêu bằng ông năm móng thôi à. Nè. Kêu bằng ông năm móng hả? Ông năm móng ơi. Ông năm móng. Ê, qua u đạm nè. Ông năm móng ơi. Nè, đứng gì nè. Ê, bữa nay lì ha, lì ha. Ông năm móng ơi. Đó. Nè, đó. Nè, đó, bây giờ bà con nó không có nành đây tôi sẽ dạch lại cho cái bà con coi những cái nành ha. Nào chú. Ê. Điếu coi nè, tao đập mày giờ nè. Nè. nhẹ nhàng nè yeah. Đứng vậy cho người ta coi coi nè, nằm dữ rồi nè, đứng vậy cho người ta coi coi nè, quay không được ở đây, quay không được ở đây, bị cản rồi. Vậy bị cản đây. Đây rồi dẹp ha. Kính thưa quý cô chú anh chị, ở con vô con dở được không hay chú dở mới được? Không đó, con dở được để chú vậy hả? Chú quen mới được hả? Thôi con mắt của ông lạ quá ta nè. Yeah. Đưa cho người ta coi chút coi. Ừ, ngước lên đây. Ngước lên. Ngước lên. Nè, ngước lên nè. Ngước lên cái chú heo ơi. Cái chuồng này hơi nhỏ chứ. Ừ, nhỏ. Ha. Ngước lên. Ừ. Nhanh lên nè. Kìa cái nanh kìa. Cái nanh lạ quá. Ủa ta. Ừ, nè đó, đó. Con vô con đứng ra được không ta? Kìa cái nanh kìa. Hả? Được hiện khô à. Ừ. Kìa. Ngước lên cho người ta coi cái kìa nè. Làm gì mà. Nó cỡ cái gì? Kìa cái nanh kìa. Ha. Đây dạ dạ. Bây giờ là đâu để con bước vô cái ha.
À chú heo ơi, chú heo Nam Mô Di Đà Phật nha. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Thứ nhất là châu Phú đi đến đây để chia sẻ những cái câu chuyện lạ, thì biết ông năm móng đó, con chú heo đó ha, kêu bằng chú heo nha. Năm móng đó giờ cũng già quý vị. Có là chân mày bạc chân nè ha. Cái này chiều dài 2m mấy hả chú? Cái bề dài này 2m7 đó, cái chuồng á. Mà giờ nó năm móng quý vị, lạ quá. Bây giờ là sao quay được 5 cái móng này nè, mới lạ nè. Té xuống lên, nó té xuống ở dưới đó rồi. Nó bị làm gì chặt cái móng đó. Bây giờ là không quay được 5 móng này ta. Khoan để đi kiếm chỗ, kiếm góc quay nha quý vị. Đây nè, để tôi. Ê nè, 5 móng nè quý vị. Cái tay trái á, đó, bây giờ đầu phía tay trái á, vô trước. Dở lên cái coi cái nha. Cho người ta coi rồi ông có làm không? Dở lên coi cái coi. Nè nè, trước này nè. Nè, đi qua đây nè, cho tôi dở coi cái coi. Ông heo. Dở lên coi. Ông heo. Ông heo, dở coi cái coi. Ê, lý ghê ông heo luôn á. Đó. Ông heo đẹp. Nghe không? Nè, quay qua đây cho tôi coi cái coi. Mất cỡ gì nữa. Trời dễ thương quá à Trang. Nó hiền lắm. Cậu, chú có dám đi vô với ông heo này không chú? Bình thường đâu có gì. Là trước giờ chú vô cũng bình thường vậy đó hả? Vô bình thường đó, đâu có gì. Không sao chứ ha. Không. Cái này khô à. Vậy hả? Mũi hả ông gãy? Trời ông gãy không đó, mũi nào mà cắn không nữa. Dạ. Kìa ông vừa mà dắt tường đường mà nó giạt luôn đó. Cái giò trước là có 5 móng nha vị nè, cái chùm sau là 3 móng đó thầy lấy. Ủa mà hai chân hết trơn không chú? Hai chân đủ hết không chú? Không, nó có một chân mà hả? Vậy là heo này có một chân 5 móng mà quý vị. Có một chân hèn chi cho Phú nhìn thấy cái chân bên đây nè quý vị. Chân 5 móng phía tay trái mình đó. Tay trái nè. Rồi trước á. Nè. Có một chân rồi thầy lý. Qua một nanh luôn rồi. Một chân mà người ta cũng không dám là làm thịt nữa ta. Ăn còn mạnh lắm, thùng bê là bữa cử ra ăn là thùng bê đó. Nè thầy lý. Bây giờ châu Phú ba vô luôn quá ta. Vô bình thường đâu có gì ha. Châu Phú vô. Giờ chưa, để tôi lấy cái gỡ cái này cho nó mới thấp bước vô được nè. Cho ăn rau muống được không chú? Không, ăn nóng này dễ lắm. Vậy hả? Ăn nấu không à? Ăn nấu không? Nấu hả? Nấu với muối á. Dạ. Muối mua lận một bao da gửi không đấy. Quý cô chú anh chị, đây là chú heo 5 móng nhưng mà có một chân 5 móng thôi. Nhưng mà bà con cũng không có dám mà giết quý vị. Không dám làm thịt. Cho nên đó là cái này em bước vô bình thường nè, nó. Dạ rồi. Ok chú. Bước vô bình thường. Đây, nè thầy Lý. Tính vô luôn. Ai, chú. Thầy Lý quay giùm em ha. Và kính thưa quý cô chú anh chị. Chú làm ơn cho con hỏi sao chú gọi là ông heo chú? Sao không gọi con heo hay chú heo? Thôi bây giờ ông rồi, chứ bây giờ hết con biết sao không? Tại dạ. Thấy ổng có chân mày, có này kia thì cũng như loài người mình đó. Dạ. Có chân mày đàng hoàng á, chứ dạ. Mấy chân mày tự ấy đâu. Vậy ha. Mà lúc trước nó trắng, bây dạ. Giờ nó đen hơn nữa mình rồi kìa. Lúc trước là cái mình này trắng, chỉ có con đốm nè. Con đốm một mà bây giờ nó đen nữa. Dạ. Kính thưa quý cô chú anh chị. Nghe ha. Thì cô à, trời ơi, nó chung chống cái trà đó. Cho châu Phú vô cá cái nghe. Vô cho mấy em này đăng quang nè. Dạ. Dạ, nó để bạc. Cho ông để ê, coi chừng cái mấy cây đinh này nghe con. Dạ. Đây, kính thưa quý cô chú anh chị, bây giờ là châu Phú đi vào bên trong ha. Nhẹ nhàng. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Rồi. Đây. Bà mẹ dép nó mày lấy đâu mất hình chiếc rồi. Nó dài quá, bự quá. 2m7 lận. Đi mẹ nó thay nó mất chiếc rồi. Mấy bị chết. Từ cái đuôi này. Đây ha. Thấy thương quá à. Nè. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Đây nè ông heo ơi. Nè, quay lại đây nè. Nè quay đây nè. Giận gì không biết nữa. Đi nè, đi. Nè. Ăn gì, ăn khoai hả? Ăn khoai hả? Lấy vài khúc khoai cho. Lắng nè, lắng không lại. Có trong này nó có nè. Có trong này nó có mấy củ nè. Tôi nấu cho mày mấy củ. Cao trên đâu có củ đâu. Có khoai chín luôn hả? Nó ăn dữ lắm. Nè ăn khoai nè. Ăn khoai nè. Chú heo ơi. Cho vài củ ơi. Chút xíu cho ăn nha. Kính thưa quý cô chú anh chị, đây là cái chú heo 5 móng. Và châu Phú mượn máy camera để quay ha. Vâng, kia tôi con heo đó nè. Không bằng heo này đâu. Đây vị. Đây là 5 cái móng nè. Đây nè. Ở đây là 1 nè, 2 nè, 3 nè. Mày thả tao mới khinh chiếc dép rồi mày. 2 nữa là 5.
À, trước hai nữa là năm. Trước hai nữa vậy. Vô luôn hả? Vô luôn. Vô luôn. Nè nè nè. Kì 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 kì. Nè. Lại đây nè chú, lại đây nè chú đút đằng đây nè là con thấy rồi. Nè 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 nè, phải vậy nè. Mày luôn. Ốc 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 ốc. Nè. Ủa chú không có đặt tên đó chú? Không. Năm không à. Vậy hả? Móng. Kim năm móng. Ở dưới kia là chờ đặt tên gọi là cái gì nè ta? Cái năm mới đem về hả cho Phú? Năm Hợi, đúng rồi, dưới kia đặt tên là năm Hợi chú. Năm Hợi. Là gì có ông nè, 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 năm kìa. Năm kìa. Gọi là bốn cái luôn đó. Nó bây giờ ông nghe niệm Phật thì ông nghe niệm Phật nghe ông niệm theo. Nếu như ông niệm có cái biểu tượng gì ông cho biết. Kẹt đó móc lên mới được. Họ móc. Móc lên, móc lên. Nè. Cái bắt đầu có đuôi ông mất 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 bốn cái luôn á. Heo này heo đực nha vậy. Heo đực. Heo đực mà vú bự cơ nè. Ông. Ha. Ồ, trời ơi. Nanh là quá chừng cái nanh kìa. Thôi thường quá. Cái nanh bên kia dài hơn á chú. Dài hơn. Cái này nó gãy một lần vậy đó. Gãy hả chú? Rồi cái nanh gãy đó chú bỏ đâu rồi? Ông nuốt luôn. Trời ơi. Rồi cuối cùng sao nó ỉa là quét xuống đó gì vậy? Gì hả? Xuống hầm cầu. Ớn ăn gì? Vậy chắc ổng bẻ nanh đó. Ổng bẻ nanh dài quá ổng bẻ. Nhưng mấy cái gân nhỏ nhỏ nó rụng. Đúng ra đó là mấy cái nanh đó nanh gũ đó chú, nanh nó quý dữ lắm đó nghe. Cút về vậy. Không biết chú cắt lại. Ừ, biết đi. Quét nó vậy nó còn nằm dưới đó. Quét nó còn dưới. Vậy ha. Dạ, thấy thương nha. Ờ, giờ kính thưa quý cô chú anh chị, rất là đặc biệt ha. Đây kìa, đồ ăn nữa kìa. Ăn nữa không? Để Phú coi cho miếng nữa coi. Để cho Phú đi qua bên kia coi. Nè nè, đúng đó. Nè nè. Có sao chú? Không, không. Nó hiền cô à. Dạ, 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 dạ. Thấy dứt, không ăn thấy dứt. Nó động là không ăn đó. Ồ, ồ, dạ, 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 mô hoặc, mô hoặc, mô hoặc. Ồ, ồ, quay nanh thôi, quay nanh thôi. Quay nanh nè. Kệ đút đi thì lấy. Cái nanh bên đây nè, nanh bên đây dài hơn quý vị. Cái nanh bên đây nâu dài kìa, cái nanh bên đây dài lắm á. Cái nanh bên đây dài thòn à. Mình để gãy một khúc. Cho nên cái chú heo này bẻ nanh đó. Bẻ nanh đó. Chứ như không là không có khi nào mà ấy đâu. Không nhai vậy là thấy rồi đó. Kìa. Dài quá. Dài quá. Ừ, đút vô lại, đút vô lại. Đúng rồi, đúng rồi. Chú ơi, có dự định là làm cái chuồng bự hơn nữa không chú? Chứ làm nông qua đó chứ nó dựa banh chân rồi. Vậy ha. Thì kính thưa quý cô chú anh chị, đặc biệt là cái chú heo này có thì bây giờ lỡ mình nuôi ổng bây giờ chừng nào ổng rủ mình thì nó tính bây giờ không có phá là được xây đó mình làm cái vách ở ngoài một cái lầu xong xuôi bắt đầu mình câu đô đàng hoàng bắt đầu mình bỏ vách giữa. Dạ. Thương quá, thương quá thầy Lý ơi. Nè nè thầy Lý quay lại giùm em ha. Đây quay lại mặt lại ha. Và vâng thì kính thưa quý cô chú anh chị, ở đây là chú heo năm móng mà độc lạ nhất Việt Nam nhớ vị. Thì cỡ nè, cỡ khoảng 2 mét mấy vị ha. Đây nè, cái tay của Châu Phú nè. Và Châu Phú đi vô trong đây rồi quay để gửi đến quý cô chú anh chị xem ha. Đặc biệt một điều là những cái câu chuyện về chú heo năm móng này rất là lạ nha quý vị. Và khi mà là chú kêu đi về á, theo tôi đi gọi tôi á là cũng như là nuôi ông bảo vệ đó vị. Ha, và khi mà chân thêm hả? Chân thêm hả? Nó cho con cũ ha. Rồi, nè. Để đi quên cái chìa khóa bà. lộn cái chân. Lộn cái chân nha. Nè. lộn cái chân. À lộn. Trời ơi, bà con mà đem lại ba cái cơm khô phơi kìa, ăn dạ. Hết luôn. Quá luôn rồi. Quá luôn rồi. Cứ ăn như lần thùng bê đó. Muối mua lần già gửi vậy đó. Thì bây giờ cho Phú đi ra nha quý. Trời ơi, ông lộn cái chân quậy ông. Cho Phú đi ra đi. Sao bước ra không được. Đi sau đít lại. Qua phía sau đít nha. Đấy, đi sau đít chứ không đi đầu được ha.
Vâng, kính thưa quý cô chú anh chị, bây giờ là Châu Phú đi ra, đi ra đường này cho an toàn. Được không đó? Ủa định không vậy? Đây nè, bước lên đi nè. Rồi. Được rồi nha. Có ghế ngồi. Đút ăn đầu đó đi. Có chừng cái đinh ha, có chừng mấy cái đinh. Dạ, con thấy. Tiếp tục Châu Phú đi ra nha. Làm cái đinh quay vô trong vậy, ông chú đừng không. Vì nó không dạ, khóa dạ. Nó khóa cái cửa này nè, nó cạp viết rồi nè, sắt nó cạp vậy đó. Dạ. Rồi. Gửi giò, gửi nước đem nước kìa. Quá vui. Ha. Nước này sạch, nước này nè. Dạ. Đó, nước là. Thôi mang đại đi, không sao đâu. Rồi được, khỏi rửa chú ơi. Đây thầy lấy. Đây đèn quay cho. Dạ vâng, thì kính thưa quý cô chú anh chị, sau đây cho Phú mời vị và các bạn sẽ đến với cô Bảy cho ăn những cái củ khoai. Chào cô Bảy. Chào, con ơi chú. Trời đâu có sao nè, dễ thương mà. Thì thưa cô Bảy, ở ở gần gia đình của chú Năm nè cô Bảy. Em gái. Em ruột. Em ruột luôn. Thứ Bảy. Thì cô Năm Năm chia sẻ cho con đó cô Bảy. Là cái lúc mà chú Heo về nhà thì có cử chỉ như thế nào cô Bảy? Khi mà chú Năm về, chú Năm dẫn vô nhà rồi chú Năm nói mày lên mày cầu nguyện cho Heo, nếu như có duyên mình thì mình nuôi. Dạ. Cái cô mới nói bây giờ ông nghe con niệm Phật nha. Nha. Ông nghe con niệm Phật. Đen hơn nữa mình. Khi mà ông bước vô, ông chùi hai cái giò trước, hai giò sau bẹt ra thì nè. Thì ông mới, cô mới đọc ba bài Tây Phương tiếp dẫn cho ông. Thì bắt đầu nếu như đọc mà ông nghe được thì ông làm biểu hiện đi cho con biết cái đích ông mất quá gì nè. Được tệ quá. Mất 4 cái luôn. Dạ. Rồi cái đó, rồi chú ông nuôi tới giờ luôn. Dạ, thấy cũng lạ ha. Cô cũng thường hay đem đồ ăn cho chú Heo này không? Thì không phải, cầu cái mí đó lại. Cho cái cô gom lại, cô để bên kia đổ đan rồi. Nè. Dạ, vậy đó ha. Quá đặc biệt ha. Cô cũng thường hay đem đồ ăn cho chú Heo vậy ha. Thì ở ngoài như gom vô thùng, rồi chú Năm mới đem vô đây. Rồi nhiều khi là có gạo đó. Dạ. Cái cô hơi khô rồi đưa cho chú Năm. Dạ. Khi nào mà ấy thì lấy đó mình nấu ra. Dạ. Rồi tiếp tục luôn, cảm ơn cô Bảy rất nhiều. Chào thầy Lý, thầy Lý thấy nhiệt tình quá, cho chú Heo ăn thầy Lý. Chào thầy Lý, thầy Lý cảm nhận như thế nào khi hôm nay trở về và nghe cái câu chuyện mà chú Heo năm móng đó thầy Lý? Thấy cũng thấy ngộ. Dạ, thầy Lý thấy sao thầy Lý? Thấy nào giờ chưa thấy con heo mà. Ê, này là công người ta nói chuyện mà biết nha. Dạ. Chú nghe chú cũng cãi lại đó. Dạ. Cũng thấy ngộ rồi, vô giếng coi sao chứ thấy hiền không? Hiền ha, con heo này hiền. Nhưng mà tại vì chưa thấy chú heo đồ sộ quá cho cũng không dám. Ừ. Không mà, dám gần quá mà nào giờ không có thấy nanh heo, bữa nay mới thấy nanh heo về bao nhiêu. Dạ. Bao nhiêu nè ở ngăn á. Mà nanh bự nữa. Tội là lúc chú Năm ấy nó quánh dữ lắm, người ta chờ lại nhà người ta sẽ xui á. Dạ. Máu đổ chú Năm mới dẫn chú rồi mà con gái của chú Năm thấy tội quá. À. Mới là dẫn chứ không thôi là vậy là người ta sợ xui người ta quánh, ta hắt cái xong luôn. Thật mà gác cái giò lên trên cái gáo mà chịu một đêm đó, rồi người ta đi bán ngang rồi mới hắt cái đít lên mới thôi đi mày. Được không? Không sao, đứng gần nói chuyện nghe được rồi. Rồi cái bắt đầu ổng bò lên được, ổng đi lại chỗ mà người ta nhậu đó. Dạ. Ổng ăn xương tao quánh dạ. Cái máu ra đó, cái con gái nè ở dưới chợ á mới thấy gì nó mới nói thôi cha ơi, nuôi đi cha đừng làm phước. Rồi cái anh đem về anh nuôi cũng cực khổ lắm luôn á. Dạ, thấy thương đi nha. Qua Đài Loan mà giờ ở nhà rồi nghe thấy có người cái chị gái kêu nuôi đó là chị ở bên Đài Loan chưa? Gái Úc của anh. Còn ở đây hay còn là nhỏ ở bên Đài Loan thì nó nung đúc tinh thần, nó nuôi đi rồi nó cái gì thì nó lo. À thương quá ha. Không, nói thẳng cháu của cô đứa nào nó cũng có cái tâm đạo đó. Dạ. Đứa nào nó cũng ở xa thiệt nhưng mà nó cũng từ thiện, nó cũng dạ. Ở đây con thấy sao mà chú có nuôi chó nữa, bộ người ta bỏ rồi chú nuôi luôn hay gì vậy? Nuôi nguyên vậy đó. Vậy hả? Bây giờ người ta bỏ là ông nhận nuôi luôn hả? Rồi bây giờ chú thím Bảy với chú Năm bây giờ có người cho con heo có đang có bầu cỡ 100-mấy kg nữa, cũng năm móng nữa kìa, giờ nhận nuôi không, con đem về luôn. Rồi bây giờ chú cái duyên đó coi nhiêu đó nữa rồi. Sợ. Không phải sợ. Nhiều khi chú đi vào Đài Loan đi du lịch này kia đâu, rồi phải mướn người nữa. Vậy đó hả? Ừ. Rồi bây giờ chú heo này là lỡ mà có người mà muốn nhận về nuôi chú có tặng luôn không?
giờ ổng lỡ đi nợ gì tao quen rồi, ổng nuôi rồi, quen rồi cũng không tặng luôn, không để nuôi hoài, để là ổng có qua đời thì nó có đất đai nó cho ổng nằm đâu đó giữ của luôn. Ủa mà khi mà mất rồi á là chú chuẩn bị phía sau đó chú tính chôn luôn hả? Chôn luôn, thế ghê vậy. Tính chôn rồi làm cho cái mộ gì bao, đó hả? Ừ, làm như cái bao ni lông gì đó đâu đó à, chứ không thiêu anh, thiêu ổng đi không, không thiêu sao chú không. Thiêu biết đâu có được cái xá lợi không hả? Tính để gì chôn luôn hả? Để chôn. Dạ, mà giờ thiêu này mấy trăm ký lô này, thiêu này cũng lâu quá à. Cháy dữ à. Ha. Mà khôn lắm, anh Năm nó động là không ăn đó, bỏ ăn. Gì hả? Ủa chú nói động không ăn hả? À? Có lần nào mà chú nói động không? Có chứ. Dạ. Dạ. Mà bị mà tầm bay thường thường này ở góc đó mình xuống nhà cầu. Dạ. Ăn cho nó thiêu hủy phân đó. À, mẹ mấy bữa mà nó lì mà nó không nghe lời đầu này nó vậy á. Không nước nâu dội nữa rồi. Giờ mà làm được cái chuồng ga rộng rồi. Chú La hả? Làm ga rộng cho ổng thoải mái ổng. Dạ. Cái nào có chỗ. Vậy đó ha. Là chú kêu là ỉa là phải ỉa ngay cái góc kia. Ừ, nó cái góc nhà cầu nó vô mình dội nó vậy. Đâu ngay chân đâu đâu. Đó, góc nhà cầu đó. Góc dưới đó đó ha. À, nó. Nhưng mà ổng ỉa sai chỗ này là chú La. La liền. Chú La rồi đánh xong rồi. Rồi ổng giận không? Giận chứ. Không ăn đó, dặn là không ăn, ăn mấy ngày trời đó tưởng ông chết rồi đó. Dạ. Vậy hả? Ừ rồi, rồi. Năn nỉ từ từ hả sao chú? Từ từ đối nó ăn nè, đổ sẵn là đối. Dạ. Vô mà thấy cái bữa trước đổ mát không ăn luôn. Dạ. Bữa sau không ăn luôn. Dạ. Tao là mày không ăn đó, tao cho mày chết. Dạ. Bắt đầu ăn, ăn tới giờ cũng sợ chết á. Biết dặn nữa chuyện. Ừ là trời. Biết dặn nữa chuyện. Giờ niệm Phật nghe không? Nghe niệm Phật quấy tư lui đi. Nam mô A Di Đà Phật. Nào giờ mới thấy con ông heo này. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ thì cô Bảy có quy cho cái chú heo này chưa cô Bảy? Cô thì lúc đầu cô nguyện cái chú đó rồi cầu nguyện cho ông đó là cho ông giải thoát. Nhưng lúc đầu có cái người đó người ta nằm mộng, ta nói là người ta sẽ gửi cái máy để đây là niệm Tây Phương tiếp dẫn cho ông hoài, rằng ông nghe được tiếng niệm Phật mà ông giải thoát sớm đó mà chị dâu không cho, chị dâu nó thôi đừng có để chị thích nuôi gì đó. Vậy đó ha. À vậy là bây giờ là chú không để bài Tây Phương mà chú để cái máy niệm Phật đó chứ. Khổ với công đi, bây giờ không. Dạ. Có duyên mình thì không ở gì được rồi chứ không có cái máy niệm Phật vừa nghe cái tiếng đờn mà, mà để không? bằng cái ngoài nắng đó đó. Ừ. Rồi cho những cái phần ở gần khu này nè đó, thế nào cũng có những cái vị người ta phước mặt phước mai. Ừ. Thì chú cầm cái chân mé ngoài đó đó để ngoài nắng chú khẩu viêm điện ra tự động phát giống như một cái tiếng nhạc cái đó hay lắm. Con để chứ cửa nhà con một cái đó. Ừ. Nếu mà chú để có đồng ý thì chừng nữa hôm nào con vô con đem tặng một cái cắm ở ngoài đó đó. Ừ, cũng được thì cái được. Hay lắm. À, chỉ là Nam Mô A Di Đà Phật bảo đảm với chú nghe cái tiếng rồi là im dữ lắm luôn. Thứ nhất là đức thầy nói với chú vào tiên phàm ma quỷ súc sanh cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành thì được cứu cánh về nơi an dưỡng hết trơn à. Cho nên bây giờ là dù là đầu thai lộn kiếp làm heo nhưng mà biết nghe lời ha. Đó rồi chú thấy những cái điều lạ khi mà đi về của quyền mình mà lại đó thì cũng rất là lạ, cho nên con nghĩ chú heo này á là do là làm cái tội lỗi gì đó chú. Đúng cho rồi. Nên phải đầu thai lộn kiếp làm heo. Thì bây giờ được nhân duyên với chú mà chú tặng cho cái máy niệm Phật cắm ở ngay chân chỗ cây chuối bên đó đó thì là chú heo này mừng lắm á, con suy nghĩ vậy đó ha. Thì con cũng chân thành cảm ơn chú Năm và con xin mời quý cô chú anh chị sẽ đọc cái bài quy y cho chú heo này luôn ha. Và trước giờ chú Năm chưa đặt tên hả chú Năm? Chưa, kêu ông Năm không đó em. Ông Năm ha. Bây giờ là gọi là ông Năm thì chú Năm đã gọi ông Năm thì gọi Năm Hợi đi, ông Năm Hợi ha. Năm Hợi. Thì chào chú Năm Hợi nha. Thứ nhất á là đúng ra là đặt cho tên là Năm Hợi nhưng mà pháp danh là Giác Ngộ. À, nay Châu Phú có nhân duyên cùng với là thầy Lý cùng với cô chú anh chị thì đặt tên là Năm Hợi và pháp danh là Giác Ngộ. À, thứ nhất là quy Phật, thứ hai là quy Pháp, thứ ba là quy Tăng, sẽ không đọa vào ba đường súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục nha. Bây giờ là ông Năm Hợi này, chú Năm Hợi hãy nghe theo ta nha. À, ta đọc cái bài quy y thì chú á, là kiếp này đầu thai lộn kiếp làm heo thì đã khổ lắm rồi, cho nên bây giờ gặp được đồng đạo, gặp được chân lý của đức thầy đức Phật thì bây giờ là sẽ đọc cái bài quy y ha, quy y Phật pháp tăng rồi quy y tam bảo nha. Đọc theo để kiếp sau không có đầu thai lộn kiếp làm heo nữa nha. Và Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật, Nam mô Thập Phương Pháp, Nam mô Thập Phương Tăng, Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi, Cảm ứng Chứng Minh. Nay năm Hợi, đồng cải hối ăn năn, làm lành lánh dữ, quy y theo mấy ngày, tu hiền theo Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, quy y cho ông ngoài đó nha. Đó. Thì kính thưa quý cô chú anh chị, video thì cũng đã dài. Châu Phú cũng xin chân thành cảm ơn chú Năm, thím Bảy cùng với cô. Hai cô thứ mấy cô? Cô Bảy. Cô Bảy ha. Cô, cái này cô, à. Cô Tư. Cô Tư đã chia sẻ một video cũng rất là đặc biệt về chú heo, mà đem lại cái sự may mắn và thịnh vượng cho gia đình. Chứ không phải heo năm móng ai nuôi cũng xui. Đúng rồi. Đó. Cho nên đó là duyên lắm gặp như vậy. Hôm nay thì con xin... Ủa cái giò cái móng là bên đây năm móng hả? Dạ dạ đúng rồi. Thì trước bên trái. Còn bên đây nó bị bú rồi vậy á. Dạ. Cầu chúc cho gia đình ha, có nhiều sức khỏe và vạn sự bình an trong cuộc sống. Và hy vọng là thêm mua thêm một mớ đất nữa. À, và để mà tiếp tục nhận những chú heo năm móng về nuôi. Dạ thân ái kính chào và tạm biệt nha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa quý vị, do là gia đình của chú Năm đó là thường hay chú thường hay đi nước ngoài quý vị. Để thăm con của mình cho nên không có ai chăm sóc mới không nhận nữa. Chứ nếu mà có điều kiện mà chú ở đúng đây rồi. Chăm sóc là chú sẽ nhận nữa hả chú? Đúng rồi. Dạ. Và đặc biệt là ở đây là chú nấu ăn gì không đó hả? Rồi nấu ăn bằng muối đó. Phải nấu hả? Muối nước tương. Nấu bằng xịt nước tương vô. Rồi muối với nước tương. Ủa gì là dường như ăn chay luôn rồi? Đâu có cho ai. Dạ dạ dạ. Quá luôn rồi, chuẩn bị đồ cho heo ăn. Muối với nước tương. Nha, à, nấu cháo. Tương không đó. Rồi chỉ là cơm khô mà nấu ra gì ăn không chú? Cơm khô, muối, nước tương. Dạ, dạ, dạ. 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 Mà cứng mà là dẫn gì vậy? Ông chùi, ông tỉnh. Bụp. Bụp bốn cái luôn. Dạ, ghê vậy. Thiệt cái bụng nó là cũng thiệt. Tỉnh giống như lại, bốn lại. Vô như vô cái bụng đó nó viên ra. Bởi vì hồi xưa tới giờ nhà của cô á là ông anh Năm nè, ông nói thôi. Mình bây giờ thấy ông gì mà chú Năm không mấy thời đó không biết ông khổ biết nhiêu nữa. Tao quýnh, quýnh mà chảy máu luôn á. Dạ. Rồi con chính là làm tóc con hay chăm. Chỗ bằng chì gai đó. Ừ. Xô, lại nhà tao tao xui á. Tao dạ. Xô, tao đuổi. Đúng rồi. Dạ, cảm ơn thím Bảy. Dạ, vừa cùng với chú Năm ha. Giúp chú chơm cháy quá trời đó. Dạ, dạ, dạ. Rồi, chúc chú thím mạnh khỏe bình an, an vui, hạnh phúc. Đây cho quay cái nành cái nha, cho quay cái nành cái nha. Dạ, cho quay cái nành cái nha. Ồ, cho quay cái nành cái nha. Ừ. Nành đéo vậy, nành nè. Chú Năm Hợi ơi, cho quay cái nành cái đi. Nhăn cái nành lên coi. Nè 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 nè. Này nè cái nành nè quý vị. Nành dài lắm. Thầy Lý ơi. Wow, quay lại đây dạch cái nành được nè thầy Lý. Nè thầy Lý. Nè nè thầy Lý chỗ cái miệng này nè, dạch cái nành ra được nè thầy Lý. Kì. Nành kìa, nành kìa quý vị. Ừ, đặt tên Năm Hợi rồi cho coi nành được ta. Nè nè nè, cho coi đơn quá chàng. Kính thưa quý vị, heo một nanh nha quý vị, heo năm móng nha. À, cỡ khoảng trên 300 kg. Ngoan ha. Đặc biệt anh Lý. Anh Lý mình đặt tên Năm Hợi rồi đó. Và pháp danh đó là Giác Ngộ. Thì bây giờ cho coi nanh, thấy anh thấy đặc biệt không? Ha. Nãy đâu cho coi đâu. Ừ, nãy không cho coi. Rõ ràng luôn nãy không. Ờ nè nè. Đặc biệt ha. Ồ nè cho tôi con cái coi. Nè thấy không nè. Ồ. Cái nanh vàng chàng. Dễ thương ha. Nè, okay. Dài thon luôn thấy không? Ồ, dài thon luôn chàng. Ồ. Thấy thương nha. Ôi, dễ thương nha, lạ này đấy. Ha. À, đặc biệt ha. Ờ và vâng kính thưa quý vị, à, tại vì lúc nãy đi vô á coi nanh mà không được nghe quý vị, không cho và khi mà quy y rồi thì cho thầy Lý. Lạ ha.
là đặc biệt á, đặt cho tên rồi mới cho coi anh chàng. Đặt tên ngụ y luôn. Đặc biệt ta quy y luôn. Dạ. Rồi Nam Mô Di Đà Phật. Rồi chừng nữa cho Phú đem cái máy niệm Phật vô tặng cho chú Hợi một cái máy nha, để đặt ở đây. Câu bộ chú Hợi này thích rồi đó nghe thầy lấy. Chân mày cũng dài nè. Chân mày dài còn nữa. Có chân mày luôn ha. Chân mày này chắc cỡ mười mấy 20 tuổi qua thầy lấy. Nha, nuôi 9 năm rồi. Rồi đi thầy lấy. Rồi bye bye chú Hợi. Sao anh cảm nhận như thế nào? Thấy lạ không? Thấy nào giờ chưa thấy quá lạ. Lạ quá. Dạ. Nào giờ chưa thấy cái năm. Dạ. Vâng, và kính thưa quý cô chú anh chị, chào cô Bảy. Chuyện lạ quý y rồi ổng nhăn nanh ra cho mình và dạch cái nanh ra quay. Ổng nghe ổng biết hết trơn luôn á. Người ta là để cái máy mà. Bả không chịu. Dạ, rồi không sao đâu. Được rồi, chịu rồi, gia đình chịu rồi. Ha, cái máy Tây phương người ta sợ. Ha. À, máy niệm Phật. Cô bây giờ á, là mình hứa cho cái máy niệm Phật á, với gia đình của chú Bảy cũng thấy chịu rồi đó, là bây giờ dạch ra kêu á, thì cho dạch cái nanh ra cho coi, cho dạch liền. Cho dạch luôn. Cho dạch rồi cái video này con quay là ngẫu nhiên nha, chứ không phải là cắt ghép gì chứ. Đi. Vậy là mai mốt gì? Mai mốt gì á là con đem cái máy xuống tặng của gia đình của cô Hai ở ngoài cô Hai núi Vinh. Hai rồi chào chú Bảy.